Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tìm hiểu về phương án giãn cách người dân tập trung đông người nơi chợ quán được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định áp dụng, bước đầu mang lại hiệu quả cao, chia sẻ của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Thời hạn giãn cách xã hội mới đi được nửa chặng đường, người dân tìm cách sống chậm để thích ứng. Phản ánh của khán giả Phùng Hoa Lý, số điện thoại 0974 3 số cuối 635. Thêm nhiều điểm sạt lở nặng cắt ngang đường giao thông của người dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0367 3 số cuối 621. Người đi đường không khỏi bàng hoàng trước cảnh cả những dãy đồi núi dọc quốc lộ 26 từ Ninh Hòa, Khánh Hòa đi Đắk Lắk bị người dân phát chọc để trồng keo. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Tìm hiểu về mùa săn sâu muồng của người dân Tây Nguyên qua chia sẻ của khán giả Thanh Hải, số điện thoại 0913 3 số cuối 634. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện nay cùng với cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số các buôn làng trong tỉnh Khánh Hòa cũng đều chấp hành nghiêm như đeo khẩu trang phòng dịch, được coi như hiếm thấy từ trước đến nay. Theo khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914, việc các buôn làng đồng bào dân tộc chấp hành nghiêm trong phòng chống dịch bệnh đã thể hiện là chính quyền địa phương làm rất tốt công tác tuyên truyền đến với người dân, cả đến với các buôn làng xa xôi, hẻo lánh. Từ hơn một tuần nay, tại các buôn làng của đồng bào dân tộc Rắc Lây và Ede tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hầu hết người dân buôn sim, buôn lác của xã này đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, phòng dịch, cũng như thực hiện việc giãn cách xã hội. Tại các căn nhà rông, vốn, đồng đúc, nay đều im ắng, mọi người hạn chế ra ngoài, trừ việc phải đi làm đường dẫy. Từ người lớn cho đến trẻ con đều đeo khẩu trang. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trong các căn nhà rông. Trẻ con luôn đeo khẩu trang khi vui chơi xung quanh, tạo nên một hình ảnh rất thú vị và lạ mắt đối với người dân nơi đây. Và để có được hình ảnh trên, ngoài việc đi vận động kêu gọi, thì chính quyền địa phương còn cấp phát các khẩu trang miễn phí cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn mùa dịch bệnh. Và dường như việc đeo khẩu trang đã dần trở thành thói quen, vốn xa lạ đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Tại thành phố Nam Định, nhìn chung người dân đã chấp hành tương đối tốt chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, còn một số chợ tụ tập đông người mà chính quyền vẫn loay hoay chưa có biện pháp hữu hiệu, bởi đi chợ là điều không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân. Từ thực tế này, Công an phường Lộc Vượng đã có những nét riêng để khắc phục tình trạng này, mang lại hiệu quả. Ghi nhận sau đây của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Dạo quanh một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Nam Định những ngày này, ghi nhận được phần lớn các chợ còn khá đông đúc, chen chúc nhau mua bán như chợ Hòa Ngân, cửa Trường, Đồng Tháp hay Đỏ Quan. Dù các chợ đã có hàng rào dựng ở ngoài cổng để mọi người vào chợ xịt nước sát khuẩn và biển nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên vẫn còn hiện trạng người dân lơ là. Tuy nhiên riêng ở phường Lộc Vượng, ngay từ ngày 1 tháng 4, phường đã có biện pháp riêng để nhằm giãn cách lượng người vào trong chợ với nhau.
Cụ thể là chợ có chiều dài khoảng 300m đã được tạo một hàng rào di động chạy suốt chiều dài và cách người bán hàng 3m để ngăn cản người giữa người đi đường với chợ. Hai đầu đều có chốt gồm công an, y tế, dân phòng của phường thường trực để kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi người đi vào và ra. Được biết chợ dân sinh là nơi dễ bùng phát dịch bệnh, nhất là với dịch bệnh nguy hiểm và dễ lây nhiễm như SARS-CoV-2, nên chỉ một phút lơ là, chủ quan, hậu quả có thể diễn ra khôn lường. Vì vậy, phường Lộc Vượng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể giám sát chặt chẽ và kiên quyết hơn nữa, duy trì mô hình này lâu dài để cùng cả nước làm tốt công tác đẩy lùi dịch bệnh, đạt hiệu quả cao. Theo chia sẻ, 5 giờ sáng hàng ngày, tổ quản lý chợ đã lập chốt tại hai cổng ra vào, đảm bảo 100% tiểu thương và người dân ra vào chợ đều phải đeo khẩu trang, có loa phát thanh trên xe chuyên dụng tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống lây lan dịch COVID-19 và mở liên tục hai chiều chợ, yêu cầu người dân vào chợ là cố gắng giữ khoảng cách 2m, tranh thủ mua hàng rồi giải tán nhanh, bắt buộc đeo khẩu trang mới được vào chợ. Để giảm lượng người vào trong chợ, khách hàng có nhu cầu mua hàng gì có thể tạm dừng ngồi trên xe các tiểu thương đưa qua hàng rào. Lực lượng công an đứng giải đều dọc tuyến để điều tiết lượng người ra vào. Trong chợ nếu nơi nào tập trung đông thì được nhắc nhở giãn cách ngay. Các tiểu thương trong chợ đa phần là đã thực hiện tốt. Vâng, thưa quý vị, những ngày cách ly toàn xã hội, nhịp sống chậm lại hẳn và không gian của cuộc sống đã thu hẹp lại trong mỗi gia đình. Thời gian áp dụng cách ly xã hội đã được một tuần. Ai ấy đều ở yên trong nhà, nên có người chưa vội vã tìm kiếm cách thay thế. Nhưng cũng có người đã biến 15 ngày ở nhà này thành 15 ngày thú vị. Theo khán giả Phùng Hoa Lý, số điện thoại 09743 số cuối 635, thì khoảng thời gian này là cơ hội để mỗi người sống chậm lại, để chăm sóc bản thân, gia đình và làm những điều mình thích. Thêm thời gian để chăm sóc con cái, may vá, nấu ăn hay đọc sách. Buổi sáng của bà Bảo ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi bắt đầu với việc tưới rau, chăm hoa. Những ngày này quán cà phê của gia đình đóng cửa, bà có nhiều thời gian hơn ở mảnh vườn trên sân thượng. Đủ các loại rau, hoa được bà chăm bón, bà cũng vừa trồng thêm một số loại rau để ông bà dùng trong nhà và cho con cháu. Những ngày không ra đường, không tiếp xúc với ai, thực hiện nghiêm nhà ai nấy ở, làm vườn đối với bà vừa có rau ăn, vừa có thêm niềm vui và ngẫm ngợi nhiều điều. Bà chăm rau này, bà tưới nước này, bà hứa rau này, lùm rau này, rau sạch để có rau ăn, cho con mình nó ăn nữa. Cho nên mình không đi chợ chứ mà ở nhà cũng có rau đầy đủ. Và cũng vui. Vui là mình ở nhà chứ mà mình cũng có công ăn việc làm, là mình tưới rau, mình trồng rau đó. Chị Trần Thị Bích Hiền bắt tay vào may vá. Chị vừa may thêm được nhiều quần áo cho con, những bộ đồ mát mẻ để con mặc ở nhà trong những ngày hè. Công tác ở ngành ngân hàng nên chị luôn tất bật. Những ngày này chị có thêm thời gian để may vá, một công việc chị yêu thích nhưng trước đây không có nhiều rảnh rỗi để làm. Hai con trai của chị không đi học, ngoài giờ học trực tuyến, các cháu dành cho thú vui đọc sách, chơi xếp hình. Gia đình có nhiều thời gian bên nhau và nấu những món ăn yêu thích. Bây giờ thì mình tự lo được buổi sáng, rồi buổi trưa mình cũng tự lo được buổi trưa, rồi mình còn làm thêm các cái món ăn khác mà nó mất thời gian nhiều hơn. Ví dụ như bình thường thì để mà nấu một cái nồi bún riêu gì đó thì rất là khó, nhưng mà bây giờ thì mình có thể làm được cái việc đó. Nó khác với bình thường như thế, nghĩa là cái bữa ăn nó sẽ đầy đủ hơn, rồi đầy đủ về số lượng cũng như là về chất lượng. Rồi thời gian mà ở bên cạnh gia đình nói chuyện được nhiều hơn. Nó chậm đi một chút nhưng mà nó được lại nhiều thứ. Mình hiểu nhau hơn, rồi mình cái cuộc sống mình nó chất lượng hơn.
Dịch bệnh là điều không ai muốn, nó ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Thế nhưng, mỗi người dân, mỗi gia đình đang nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của chính phủ về giãn cách xã hội. Cuộc sống ít nhiều xáo trộn, nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, nó đang khiến mỗi người, mỗi gia đình có thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Bình thường buổi tối thì các con mình nó cũng đi học. Bây giờ nó ở nhà, nói chung là cả gia đình ở nhà. Buổi trưa, buổi tối rồi thêm thứ bảy, chủ nhật nữa. Thì mình chỉ được cho con mình nhiều thứ. Rồi mình thấy cái việc mà ở nhà như thế này nó cũng không có cái gì là quá khó khăn. Rồi nhất là trong cái lúc này thì nó vừa được cái việc của nhà nước mà vừa được cái việc của gia đình nữa. Những ngày này, thành phố đi ngủ sớm. Sự vắng vẻ của những con đường là sự tĩnh tâm trong nhiều ngôi nhà. Bình tâm giữa dịch bệnh, sống chậm lại đang là lựa chọn tích cực của nhiều người. Những ngày cách ly toàn xã hội, khoảng thời gian bất đắc dĩ nhưng cũng đầy thú vị để tái tạo năng lượng, làm mới lại bản thân chờ khi dịch bệnh đi qua. Những ngày này thì cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn cam go và khó khăn nhất. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, bà Vũ Thị Đấu ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng đã đem số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch COVID-19. Tấm lòng của bà với đất nước đã được khán giả Vũ Hằng Nga số điện thoại 0978 3 số cuối 634 truyền tải trong đoạn clip sau đây. Thấy các ngành, các cấp, các nhân viên y tế vất vả ngày đêm chống dịch, bà Vũ Thị Đấu trăn trở phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa để chia sẻ khó khăn chung với đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng góp sức chung tay chống dịch, bà quyết định cầm 5 triệu đồng nhờ đứa cháu trở lên Ủy ban Nhân dân thị trấn Lạc Dương ủng hộ. Đây là số tiền bà dành dụm được trong hơn một năm vất vả sớm hôm với luống rau, ngọn cỏ, tích góp từng đồng từ việc bán rau trong vườn. Rất đang hô hào rằng là tất cả toàn đảng toàn dân đều ủng hộ đằng quyết tâm như thế là để bảo chống dịch COVID, cho nên là tôi thấy là thôi thì mình không có nhiều đó, thì bây giờ mình gọi là một chút để cho mấy nhà nước để nhất chung tay cùng chống dịch COVID. Bà Đấu sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng ở mảnh đất Hải Dương. Năm 19 tuổi, bà được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, rồi bà gắn bó với nghề gõ đầu trẻ. Những năm 80, bà chia tay mảnh đất chôn rau cắt rốn, cùng chồng con vào sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất Lạc Dương, Lâm Đồng. Cuộc sống khó khăn nhưng bà tự nhận đi đâu cũng có người thương, người giúp đỡ. Bao năm vất vả mưu sinh, lo cho cuộc sống. Bây giờ, bốn người con của bà ai cũng trưởng thành, có địa vị trong xã hội và bà cũng không quên để có được như ngày hôm nay đều nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ. Chính vì vậy mà khi đất nước cần, bà đã không đắn đo suy nghĩ, sẵn sàng đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng đất nước sớm vượt qua đại dịch. Việc làm của bà Vũ Thị Đấu khiến cho nhiều người xúc động. Đặc biệt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, kịp thời động viên tinh thần của tập thể cấp ủy, chính quyền thị trấn Lạc Dương trong cuộc chiến gay go này. Đất nước đang khó khăn, một lần nữa theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của những người đang ở tuyến đầu của trận chiến phòng chống giặc COVID-19, việc làm của bà Vũ Thị Đấu đã mang đậm tính nhân văn cao đẹp, xuất phát từ truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ngày 8 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành các thủ tục điều tra xác minh, làm rõ hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm 1 của danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm và hành vi thuyền trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định. Đối với ông Trần Hoài Tâm, sinh năm 1986, trú tại ấp Hòa Lễ, xã Thới Quảng, huyện Gò Quang, Kiên Giang, làm thuyền trưởng tàu cá KG90778TS. Theo thông tin từ khán giả Quang Anh có số điện thoại 0963 3 số cuối 233 tìm hiểu được thì vào lúc 00 giờ ngày 7 tháng 4 tại cảng cá Cát Lở thuộc đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu,
tổ kiểm tra giám sát trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đối với các tàu cá xuất nhập bến đã phát hiện phương tiện tàu cá KG90778TS do ông Trần Hoài Tâm sinh năm 1986, trú tại ấp Hòa Lễ, xã Thới Quảng, huyện Gò Quang, Kiên Giang điều khiển, đang bốc thủy hải sản từ tàu cá KG90778TS lên xe ô tô chuyên chở hải sản có biển số đăng ký 68C01341 do ông Lê Như Bình, sinh năm 1979, trú tại tổ 11, ấp Hưng Giang, Mỹ Lâm, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang điều khiển với số lượng là 40 bao hải sản dừa, tên thường gọi là banh lông, có trọng lượng khoảng 1,2 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, thì ông Trần Hoài Tâm đã không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản nói trên và không xuất trình được văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng theo quy định. Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Do ảnh hưởng của dòng chảy trên các tuyến sông đã làm cho tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra liên tục. Có điểm sạt lở nặng cắt ngang tuyến đường giao thông nông thôn khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thu Trang, số điện thoại 0367 3 số cuối 621, thì người dân đang rất mong mỏi địa phương sớm có những giải pháp để hạn chế vấn đề này. Điểm sạt lở gần đây nhất là tại ấp 6 xã Mỹ Thành Nam, đoạn thuộc tuyến kênh đường nước. Điểm sạt lở này xảy ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 vừa qua đã làm sụt một đoạn đường giao thông với chiều dài 35 mét. Sát điểm sạt lở mặt đường có nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở nặng hơn nếu không được xử lý kịp thời. Phương tiện giao thông hiện không lưu thông được qua đoạn đường này. Được biết điểm sạt lở này nằm ở tuyến đường giao thông đang trong quá trình xây dựng. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy xảy ra 6 điểm sạt lở tổng chiều dài gần 300 mét, ước kinh phí xử lý sạt lở khoảng 5 tỷ đồng. Trước những tác động của dòng chảy và tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một phức tạp, những giải pháp xử lý khắc phục sạt lở của huyện trong thời gian qua đã phần nào khắc phục được tình trạng sạt lở tại các bờ sông, đảm bảo tốt cho diện tích cũng như năng suất vườn cây ăn trái cho nông dân. Tuy nhiên, về lâu dài, huyện rất cần được cấp trên tiếp tục hỗ trợ cả về kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các biện pháp phù hợp, căn cơ nhằm khắc phục sạt lở bờ sông cũng như hướng dẫn biện pháp xử lý khắc phục phù hợp mang tính bền vững và lâu dài hơn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, khi lưu thông trên quốc lộ 26 từ Ninh Hòa, Khánh Hòa đi Đắk Lắk, người đi đường không khỏi bàng hoàng trước cảnh những dải đồi núi nơi đây bị người dân phát chọc để trồng keo. Theo đoạn clip mà khán giả Vân Hằng số điện thoại 0904 3 số cuối 914 ghi nhận, thì đoạn những dải đồi núi bị phát chọc nằm tại khu vực đèo sát của xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Cả một dải từ 5 đến 6 ngọn núi bị phát chọc như sa mạc, hiện sừng sững bên quốc lộ 26, gây bàng hoàng cho người đi đường cùng các phương tiện khi chạy qua đây. Trong đó có những ngọn núi bị phát nham nhở. Tình trạng người dân phá rừng để trồng rẫy mà hầu hết là trồng keo nơi đây đã xảy ra từ nhiều năm nay. Ban đầu chỉ một vài ngọn núi, sau đó cứ lan dần nhiều ngọn. Đến nay thì cả những dải núi liền kề cũng bị phá, nối dài gần một cây số, khiến cả khu vực đèo sát như hoang mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Hiện trạng phát chọc cả dải núi kinh hoàng như trên rất cần được ngành chức năng địa phương quan tâm. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 tại các tỉnh Tây Nguyên sẽ xuất hiện những con sâu muồng trong các dãy cà phê. Chính vì vậy mà vào thời điểm này thì người dân ở Đắk Lắk sẽ đi dạo các khu vực dãy để bắt sâu muồng về để làm thức ăn mỗi ngày hoặc bán cho các quán nhậu bình dân. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo chân người dân địa phương tìm hiểu về hành trình bắt sâu của người dân vùng đất đỏ Ba Gian này qua clip do khán giả Thanh Hải, số điện thoại 0913 3 số cuối 634 gửi về chương trình.
Thời điểm này không khó để gặp những con sâu muồng đang ăn lá cây muồng trên các rễ cà phê, hồ tiêu, vùng đất cực Bắc Tây Nguyên khi đi dọc quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh. Cây muồng thường được bà con trồng xen trong vườn cà phê, trồng ở bìa rẫy bờ lô cà phê để chắn gió, vừa để sử dụng bóng mát. Sâu ăn lá muồng có màu xanh đậm, mình nhỏ, lưng màu nâu vàng, hai bên mình có dọc màu nâu thẫm, da trơn. Loại sâu này thường ăn lá muồng nên người dân địa phương quen gọi là sâu muồng. Sâu muồng không phủ trên mình lớp lông như các loài sâu thường thấy mà da trơn, di chuyển bằng cách cong thân hình lại rồi tung đầu ra phía trước. Bất cứ lúc nào những chú sâu này cũng có thể nhảy dù trên người đứng gần chúng. Tuy nhiên, loại sâu này không gây ngứa. Khi trời nắng nóng, sâu muồng ép sát thân mình vào cây muồng, hòa lẫn trong màu sắc xám đen của vỏ muồng. Người đi săn phải tinh mắt mới nhìn thấy các chú sâu đang ẩn náu trên vỏ cây. Khi sâu muồng trưởng thành, chúng bắt đầu kéo kén và hình thành con nhộng. Đây là thời gian ngủ và chờ đợi tái sinh, để cuối cùng trở thành con bướm bay lượn khắp bầu trời Tây Nguyên với cặp cánh vàng lung linh. Trong thời gian rảnh rỗi, người dân địa phương thường rủ nhau đi bắt loài sâu này về chế biến món ăn hoặc bán cho các quán nhậu. Cái con sâu này từ tháng 3 cho đến tháng 4, một khi có mưa là chết hết. Người dân đi bắt thì nói chung là ăn hàng ngày thôi. Có bán không? Không ấy để bán được. Năm nay thì quá ít, thì năm ngoái thì dân cũng được bán được 2-3 ký ngày. À. Một ký là bao nhiêu tiền? Còn mới bắt về là ký 100, còn về hợp xong là ký 120-130 tùy. Nó chỉ thơm như vậy thôi, là chất dinh dưỡng gì là mình không biết được. Bùi ngậy phải không? Bùi, ngọt, thơm. Mình nấu như thế nào, chế biến như thế nào? Mình hấp cũng được, mình xào cũng được. Xào thì bỏ dầu ít thôi. Có gì nữa không? Xả ớt gì không? Xả bỏ ít thôi, và ớt, muối, gia vị, ngọt, xong. Đơn giản. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện nay hòa cùng với cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số các buôn làng trong tỉnh Khánh Hòa cũng đều chấp hành nghiêm quy định như đeo khẩu trang phòng dịch. Đây coi như là điều hiếm thấy từ trước đến nay. Việc các buôn làng, đồng bào dân tộc chấp hành nghiêm trong công tác phòng chống dịch bệnh đã thể hiện chính quyền địa phương làm rất tốt công tác tuyên truyền đến người dân, đến các buôn làng xa xôi hẻo lánh. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Một phương án giãn cách người dân tập trung đông người nơi chợ quán được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định áp dụng, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, đơn vị đã tạo một hàng rào di động chạy suốt chiều dài và cách người bán hàng 3m để ngăn giữ người đi đường với chợ. Hai đầu đều có chốt gồm công an, y tế, dân phòng của phường để trực kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi người đi ra vào. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Những ngày cách ly toàn xã hội, nhịp sống bỗng chậm lại hẳn và không gian của cuộc sống thu hẹp trong mỗi gia đình. Thời gian áp dụng lệnh cách ly xã hội được một tuần, ai ở yên nhà nấy, nên có người chưa vội vã tìm kiếm cách thay thế, nhưng cũng có người đã biến 15 ngày ở nhà này thành 15 ngày thú vị. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội để mỗi người sống chậm lại hơn, để chăm sóc bản thân, gia đình và làm những điều mình thích. Thêm thời gian chăm sóc con cái, may vá, nấu ăn hay đọc sách. Chia sẻ của khán giả Phùng Hoa Lý, số điện thoại 0974 3 số cuối 635. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.